Nguyễn Phi Hùng lần đầu hiếm hoi tiết lộ chưa lấy vợ, kể chuyện bị gia đình từ mặt. Nam ca sĩ xúc động khi nhắc lại chuyện thấy bố khóc và gia đình từ mặt cách đây 18 năm. Trong tập tiếp theo của chương trình Chuyện của Sao, Nguyễn Phi Hùng sẽ lần đầu kể những câu chuyện trong quá khứ của mình, vốn được biết đến là một ca sĩ hiền lành, ít nói. Có lẽ nhiều khán giả sẽ rất bất ngờ khi nam ca sĩ từng bị gia đình từ mặt. Nhớ lại chuyện cũ, nam ca sĩ cho biết anh bị gia đình từ mặt khi vừa bắt đầu đi hát. Ngày xưa, Tết đến là về nhà sớm, nhưng khi bắt đầu làm ca sĩ, tôi bị cuốn vào quần công việc, đến đêm giao thừa mới về nhà. Đặt vé máy bay không được, biết ba mẹ gọi rất nhiều, nhưng tôi không nghe máy, tôi rối lắm. Thời đó chưa có điện thoại di động như bây giờ, chỉ gọi nhờ nhà hàng xóm, nên ba mẹ giận, nói với hàng xóm rằng nếu thằng Hùng có gọi về thì không nghe máy. Và nói là gia đình đã từ nó rồi, Nguyễn Phi Hùng kể lại. Nam ca sĩ cũng tâm sự, khi mới bắt đầu chuyển hướng từ múa sang làm ca sĩ, anh phải mất nhiều thời gian tìm tòi, học tập lại mọi thứ nên không dám nói với gia đình. Từ đó nảy sinh nhiều hiểu lầm. Bố mẹ của anh cho rằng con trai mải mê làm việc, bỏ quên gia đình khiến anh rất buồn. Nguyễn Phi Hùng nhớ lại, may mắn là cuối cùng tôi đặt được vé máy bay về nhà đúng đêm 30. Kịp đón giao thừa cùng gia đình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc và ôm tôi vào lòng. Lúc này, Nguyễn Phi Hùng hiểu ra rằng bản thân cần có trách nhiệm với gia đình nhiều hơn nữa. Bên cạnh những chia sẻ về gia đình, giọng ca Giáng Em cũng tiết lộ lý do đến hiện tại anh vẫn lẻ bóng một mình dù đã 40 tuổi. Nam ca sĩ cho biết, gia đình thấy con trai đi hát vẫn được khán giả yêu mến nên không thúc anh chuyện lấy vợ. Miễn sao, sống sao vui là được rồi, ải lớn nhất tôi đã vượt qua rồi, nên khán giả, họ hàng có nhắc nhở, tôi sẽ có cách chia sẻ riêng. Tôi không chạy theo một quan niệm hạnh phúc nào mới là hạnh phúc thật sự, Nguyễn Phi Hùng nói thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.